Xin chào quý khách hàng, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Cross các phiên bản. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan ở thời điểm tháng 9 năm 2023 này. Thì Cross thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cả 3 phiên bản. Và hiện tại là có giá rất là tốt, bởi vì hiện tại vẫn là trong thời điểm ngâu, và sắp tới em xin phép cung cấp thông tin là bên em sắp tới sẽ ra mắt một chiếc xe Yaris Cross, thì cũng là một chiếc xe nhập khẩu và cũng nhiều khách hàng quan tâm so sánh chiếc xe này với cả chiếc xe Yaris Cross. Thì hiện tại thì em sẽ báo giá cái chiếc xe này, còn Yaris Cross thì giá dự kiến của hai phiên bản là 740 triệu cho phiên bản máy xăng và 840 triệu cho phiên bản xăng lai điện. Thì nếu mà anh chị với cái số tiền anh chị mua 1.8V của Cross này thì anh chị có thể lấy được là chiếc xe bản hybrid, bản cao cấp nhất của Yaris Cross. Thì cũng là một cái phân vân. Thì nếu mà cho cái nhu cầu là anh chị mở yêu thích chiếc xe Cross này thì em xin phép là báo giá chiếc xe này thời điểm hiện tại. Hiện tại thì Cross với cả 3 phiên bản đầu tiên, phiên bản 1.8G có giá niêm yết là 755 triệu và hiện tại bên em giờ đang giảm là 44 triệu tiền mặt. Giá bán chỉ còn đưa ra là chỉ còn 711 triệu và giá lăn bánh tính ra sẽ rơi khoảng 790 triệu. Cái phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8V thì có giá niêm yết là 860 triệu. Và bên em nó cũng đang giảm xem tầm đấy khoảng 43 triệu. Và tính giá lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 408 triệu. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì bản 1.8V thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 225 triệu là mang xe về rồi. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 955 triệu. Và hiện tại thì bên em nó giảm rất là sâu, và giảm 51 triệu tiền mặt và tính giá lăn bánh nó chỉ xem 1 tỷ 005 triệu thôi. Và anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị trước giúp em khoảng 250 là mang xe về rồi. Thì như anh chị thấy, đây là ngoại thất. Vừa rồi thì em cũng đi xung quanh ngoại thất của chiếc xe 1.8V màu trắng ngọc trai. Màu này thì là màu bên em bán chạy nhất. Và giá vừa rồi thì em báo là theo giá niêm yết. Và như anh chị biết, với màu trắng ngọc trai của Toyota thì đều cao hơn các cái màu thường là 8 triệu. Nên là nếu là anh chị lựa chọn phiên bản màu trắng ngọc trai của cả 3 phiên bản thì vui lòng cộng thêm 8 triệu giúp em. Chiếc Cross này thì cũng có mặt ở thị trường Việt Nam là khoảng 3 năm rồi. Nên là em cũng không muốn giới thiệu nhiều nữa về cái chiếc xe này. Thì em cũng giới thiệu cái thông tin sơ bộ là để anh chị quan tâm hơn. Hiện tại thì bên em đang sẵn là màu trắng hoặc là màu đen của cả màu trắng với cả màu đen của phiên bản G và phiên bản V. Còn phiên bản xăng lai điện thì bên em đang sẵn là màu trắng. Và tất cả phiên bản em đều đủ luôn. Là cái màu nội thất, màu nội thất của chiếc xe này thì có hai lựa chọn là đen như thế này và nâu đỏ. Thì bên em đang sẵn cả nội thất trắng, nội thất đen và nội thất nâu đỏ cho anh chị lựa chọn. Thì bây giờ em sẽ vào phần nội thất để dẫn cho anh chị một chút. Xe thì ghế đã chỉnh điện rồi, đèn này, rồi gạt mưa là tự động. Xe thì được hai phiên bản cao sẽ được trang bị ghế gói an toàn cao cấp của Toyota, là chức năng cụm tính năng là Toyota Safety Sense. Điều hòa auto hai vùng tự động, thì điều hòa của Toyota thì nổi tiếng là mát rồi. Chiếc xe này thì cũng có một đợt cập nhật nhỏ đầu năm nay, là được nâng cấp lên màn hình Apple CarPlay và Android Auto không dây cả 3 phiên bản và được nâng cấp cúp điện. Cái giao diện mới của màn hình này nó sẽ đẹp hơn so với phiên bản cũ rất là nhiều. Khi mà anh chị có Apple CarPlay không dây hay là có Android Auto thì anh chị chỉ cần kết nối Bluetooth với cả màn hình thì anh chị sẽ xem được bản đồ cũng như là sử dụng được các ứng dụng trên điện thoại, trên điện trực tiếp trên màn hình này luôn. Thì xe thì được trang bị là cam 360, anh chị thấy là cam của Cross là cam gần như là nét nhất trong xe của Toyota, nét hơn cả Camry. Xe thì có điều chỉnh cao thấp của đèn này, có auto pha cốt. Còn đây là vị trí cân số của xe. Bệ tì tay thì có thể trượt lên như thế này. Và hai phiên bản cao cấp sẽ được trang bị là cửa sổ trời.
nghỉ thứ hai. Và đặc biệt có một cái lưu ý là chiếc xe này có một cái chiếc cốp rất là rộng anh chị ạ. Em sẽ mở cốp anh chị xem nhé. Và cũng giới thiệu luôn cái tính năng vừa rồi em có giới thiệu là chiếc xe được mới được cập nhật là có cốp điện, chỉ cần một chạm thôi, và có cả đá cốp luôn. Cốp của xe thì rất là rộng anh chị ạ, có tấm chắn ngăn mùi ở đây, cốp rất là rộng. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản 1.8V thì là 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, còn ở trong đô thị sẽ là 9 lít, còn ngoài đô thị là 5,9 lít. Những xe cũng rất là tiết kiệm so với anh em cùng phân khúc. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe, có được trang bị hàng cửa gió hàng ghế thứ hai này. Trang bị hai cổng sạc USB ở bên dưới này. Và trang bị thêm cả hai tính năng móc ghế Isofix ở trên cả hai hàng ghế thứ hai phía bên ngoài. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cái sơ bộ về chiếc xe Toyota Cross này. Anh chị nào quan tâm cần em tư vấn thêm sâu hơn về chiếc xe này thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.